Xin mến chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh. Nay mùng 2 Tết nhau vậy. Mình có giao lưu số mai đế đẹp với hội nghị quý vị ơi. Năm mới kính chúc quý vị và các bạn vừa vào sức khỏe, vạn sự như ý, thành công trong việc nhau vậy. Đó. Nay mình ship mùng 4 mình ship hàng nhau vậy. Quý vị chốt đơn mình gửi lại quý vị đặt cọc mình ví dụ 100 200 ngàn gì đó. Mình gửi lại cho quý vị nha. Mùng 4 mình đi hàng nha quý vị. Bữa nay mùng 2 Tết rồi nha quý vị. Đó. Rồi mình nhờ em Quyền đo thông số để số điện thoại mình nha quý vị. Địa chỉ mình ở ấp Hòa Thới, Sau Định, Chợ Gạo, Tiền Giang. Số điện thoại 0393 282 8187 nha quý vị. Đó cũng là số Zalo quý vị. Rồi vô chi tiết cây số 1 nha quý vị. Chiều cao là 38. Chiều cao 38. Hoành là 13. 13 nha quý vị. Đây cây mai xù đây quý vị. Đó. Quý vị coi cái nước xù nữa nha. Này là xù nu nha quý vị. Đó, xù khá nhiều quý vị ơi. Mà đế đẹp nữa quý vị. Ồ, đế đó quý vị ơi. Đế lực nha. Rồi, mã số 1 giao lưu như cơ. Mã số 1 này em giao lưu giá 600. Rồi, mã số 1 giao lưu 600 quý vị ơi. Rồi, chuyển cây. Mã số 2. Đây, mã số 2 quý vị. Chiều cao là 30. Cây này xù luôn nha quý vị. Quần hông 15 có hơn. 15 có hơn. Đó, quý vị thấy cái điểm xù đó nha. Lục cục, lục hòn à. Đó. Vì quý vị thích ghép thì ghép nha quý vị. Mai này thì mai giảo hột của lá gai nha quý vị. Đó. Rồi, mã số 2 giao lưu nhiêu cân? Mã số 2 này em giao lưu giá 370. Giá 370 ngàn quý vị ơi. Giá hữu nghị quý vị. Đó, quý vị thấy cái điểm xù nha. Cây rất khỏe nha quý vị. Quý vị an tâm nha. Mình bao sống bao ship toàn quốc. Rồi, chuyển cây. Mã số 3. Rồi, mã số 3 quý vị ơi. Chiều cao là 33. Một cây xù da me nha quý vị. Chiều cao 33. Quần hơn 15. Bình thân 15. Đó quý vị nè, có thể thấy mấy cái điểm này nha quý vị. Không sao nha, bao sống khỏe cho quý vị nha. Đó, cái sùi da me nó lột lớp này ra lớp khác như vậy. Tại cái cây này mà người ta trồng người ta bỏ hoang á quý vị. Không có săn sóc nha quý vị. Này là kêu đằng sùi da me, bao quý vị nha. Không có sao nha quý vị. Đó, quý vị thấy cái cây. Đó, để nơm nha quý vị. Để đều bốn mặt quý vị ơi. Giao lưu nhiêu cân? Mã số 3 này em giao lưu giá 300. Rồi, giá 300, mã số 3 quý vị ơi. Giá hữu nghị. Đó, đầu năm mua mai cuối năm tài lộc đầy nhà nha quý vị. Đó, rồi chuyển cây. Mã số 4. Đây, mã số 4 quý vị, cây đế đẹp của nó. Chiều cao là 24. Chiều cao 24. Hoành là 12. 12 có hơn, tới 12 thôi. Đó quý vị, đế đẹp nha. Cũng nở luôn. Rồi, giao lưu giá nhiêu cân? Mã số 4 này em giao lưu giá 370. Rồi, giá 370 quý vị ơi. Giá hữu nghị quý vị ơi. Rồi, chuyển cây. Mã số 5. Đây, mã số 5 quý vị ơi. Chiều cao là 34. Cây dáng bay nha quý vị, cây rất khỏe. Quần thân là 10. Quần thân 10. Đó, để nó gom là một cục thần nữ luôn quý vị ơi. Đây, cây rất khỏe, đâm chồi hết rồi nha quý vị. Đó. Rồi, giá cho lưu như cưng. Mã số 5 này em giao lưu giá 350. Rồi, giá 350 quý vị ơi. Chuyển cây. Mã số 6. Đây, mã số 6 quý vị ơi. Chiều cao là 35. Chiều cao 35. Quần là 12. Củ chọc bá nha quý vị. Cũ là 22. Đó, cũ 22. Đó, quý vị thấy cái đế quái nha, cũ nở. Đó, quý vị không thích cục đế đó cắt bỏ cũng được nha quý vị. Mình chơi cái cây cũ đi. Rồi, giá giao lưu vô cưng. Mã số 6 này em giao lưu giá 200. Rồi, giá 200 ngàn quý vị ơi. Đó, tiền ship cây này cũng 70 ngàn rồi quý vị. Rồi, chuyển cây. Mã số 7. Đây, mã số 7 quý vị ơi. Chiều cao là 37. Chiều cao 37, dáng siêu phong nha quý vị. Mình là 11. Mình 11. Đó, đo lúc trên đó 11 nha quý vị. Cây này có dáng thú nha quý vị. Yến siêu phong, yến thú nha. Rồi giá giao lưu nhiêu cân? Mã số 7 này em giao lưu giá 350. Giá 350 quý vị. Đừng cây yến siêu phong mình chơi nha. Rồi, chuyển cây. Mã số 8. Đây, cây này cũng cây sùi. Chiều cao là 30. Chiều cao 30. Quần là 19. Quần 19. Đó quý vị thấy cái nước sùi nha quý vị. Đây. Điểm này quý vị không sao, bao cho quý vị nha. Điểm này quý vị. Đó. Cây sùi da me. Đó, cây rất khỏe nha quý vị. Đó, đâm chồi nảy nở nha. Đó, cây này rất đẹp nha quý vị, đế đều bốn mặt luôn. Đó, nó có dáng tam tài nha quý vị. Rồi, giá giao lưu nhiêu cân? Mã số 8 này em giao lưu giá 500. Rồi, giá 500 quý vị ơi, giá hữu nghị quý vị ơi. Chuyển cây. Mã số 9. Đây, mã số 9. Cây mai xù nữa quý vị. Chiều cao là 28. Chiều cao 28. Hoành là 13. 13 hoành, có một cục bút tôi nữ nên quý vị. Đó, quý vị thấy cục bút nó quý vị. Xù nu nha quý vị. Trồi ra nha quý vị. Đây.
Cái này để nôm xuống nha. Rồi giá Zalo nhiêu cưng? À, số 9 em Zalo giá 350. Rồi giá Hữu Nghị cái mày sụ 350 cái gì vậy? Cái này cháy hàng luôn cái gì vậy? Rồi chuyển cây. Mã số 10. Đây cây số 10 đi ơi. Cây đế cũ nha. Chiều cao là 28. 28. Quỳnh Hân là 9. Đó, chính có hơn 9 thôi cái gì vậy? Mà đế đẹp nha. Em quyền em đo trừ hao cho cái gì nha. Rồi giá Zalo nhiêu cưng? Mã số 10 nè em Zalo giá 300. Giá 300 ngàn cái gì vậy? Cây đế đẹp chừng chơi luôn nha. Rồi chuyển cây. Mã 11. Đây mã 11 cái gì vậy? Chiều cao là 25. Chiều cao 25. Quỳnh là 10. Quỳnh 10 cũng nở nha quý vị. Đế quái. Đó quý vị thấy cái đế này nha quý vị. Cũng nở trong ba lỡ luôn. Cây có dáng siêu hồng. Zalo nhiêu cân? 11 nè em Zalo giá 300. Rồi giá 300. Hữu Nghị gì vậy? Chuyển cây. Mã 12. 72. Đây cây dáng bay quái luôn. Chiều cao là 25. Chiều bay 25 quý vị. Quỳnh là 10. Quỳnh 10. Đây quý vị. Đế quái nha quý vị. Đó. Có dáng rất đẹp. Nếu quý vị vô cái chậu bonsai để bàn như quý vị, rất đẹp nha. Lợp ra, nó ra chim, lợp cũng ghép cũng được. Rồi, giá luôn nhiêu cân? 12 nè, em giao luôn giá 350. Rồi, giá 350 quý vị ơi. Cây đẹp mình chơi luôn nha. Rồi, chuyển cây. Mã 13. Đây, mã 13 quý vị. Cây xù nha. Chiều cao là 24. Chiều cao 24. Quỳnh Hồng 15 có hơn 16. Đó, gì thấy không? Cây rất già, lên xù hết nha quý vị. À, thì cái điểm này nè quý vị, không sao nha. Bao cho quý vị nha. Đó. Xù da me nha quý vị. Đây lên xù nu. Điểm này là trời nha quý vị. Rồi giá Zalo nhiêu cân? 13 này em Zalo giá 400. Rồi giá Hữu Nghị luôn quý vị. 400 ngàn được cây đẹp mình chơi luôn nha. Chuyển cây. Mã 14. Đây mã 14 quý vị ơi. Chiều cao là 22. Chiều cao 22. Quỳnh là 10. Quỳnh 10 ngay kim. Ủa đế, đế hết hồn luôn. Chiều số 5 là 14. Số nơ 14 quý vị ơi. Đế rất đẹp nha quý vị. Cây ra trời ra tược khỏe luôn nha quý vị. Đó. Thì quý vị mua hàng bên kênh em á, quý vị an tâm nha. Bao sống bao ship cho quý vị mình toàn quốc nha. Đó. Giá Zalo nhiêu cân? 14 em Zalo giá 470. Rồi giá 470 quý vị ơi. Cây rất đẹp. Chuyển cây. Mã 15. Đây, mã 15. Chiều cao là 33. Chiều cao 33. Quỳnh Thân là 10 có hơn. Ủa là 10 yếu. Tính chính rồi vậy thôi. À. Rồi giá Zalo nhiêu cân? 15 nè em Zalo giá 270. Rồi giá 270 quý vị ơi. Cây đế đẹp luôn nha. Cái Hữu Nghị luôn quý vị ơi. Trên thân trên nó, đoạn trên nó có một cục bú tuần nữ đó nha quý vị. Rồi chuyển cây. Mã 16. Đây mã 16 quý vị. Cây xù giá cấp chiều nha quý vị. Chiều cao là 22. Chiều cao 22. Quỳnh là 15. Đó quý vị thấy cái điểm xù nha. Xù gió cốc nha quý vị. Đó. Mở thân nó quái nha quý vị. Đó quý vị thấy cái điểm xù nha. Đó đó. Rồi giá Zalo nhiêu cân? 16 này em Zalo giá 500. Rồi giá 500 quý vị ơi. Rất đẹp cái này quý vị. Chuyển cây. Mã 17. Đây mã 17 quý vị. Chiều cao là 36. Chiều cao 36. Quỳnh Hân 11 có hơn. 11 có hơn. Đó có dáng thú nha quý vị. Đó. Rồi giá Zalo nhiêu cân? 17 em Zalo giá 450. Rồi giá 450 quý vị ơi. Bao sống bao ship cho anh em mình toàn quốc nha. Rồi chuyển cây. Mã 18. Đây mã 18. Cây này rất đẹp cái gì? Đế nôm. Chiều cao là 40. Chiều cao 40. Quỳnh là 13. Quỳnh 13 cân đối chiều sổ nôm nó coi gái. Chiều sổ nôm là 14. Đó quý vị thấy chiều sổ nôm nha. Đế nôm đông đặc nha quý vị. Đó. Cây dáng bay rất đẹp bây giờ. Giá Zalo nhiêu cân? 18 em Zalo giá 600. Rồi giá 600 bây giờ. Cây khỏe nha. Năm trời hết rồi. Quý vị yên tâm. Đó. Chuyển cây. 19. Đây, cây này độc lạ Bình Dương nha quý vị. Chiều cao là 54. Chiều cao 54. Quỳnh là 15. 15. Đó cái cục nữ đó coi như vậy. Cũ là 33. Đó, cây này nó quái nha quý vị, nó giống con cái con gì nha quý vị. Đó. Ăn tiền cái cục này bây giờ rồi. Đó. Cây này rất đẹp nha quý vị, cây rất khỏe. Rồi giá Zalo nhiêu cân? 19 em Zalo giá 1,2 triệu. Đó quý vị. Quý vị bỏ 1,2 triệu chơi cái này đáng đồng tiền nha quý vị. Nó quái cây nha quý vị. Độc lạ Bình Dương quý vị ơi. Rồi chuyển cây. Mã 20. Đây mã 20. Cây này rất đẹp nha quý vị. Chiều cao là 67. Chiều cao 67.
Quỳnh là 23. Đó. Cây này rất già quý vị ơi. Đây, cái mặt này dán thú nha quý vị. Cây này dán thú có đù luôn quý vị. Đó cần dựng điểm này. Đó đó đó. Đó. Cây này rất đẹp quý vị ơi. Rồi quay quay cưng. Rồi giá Zalo nhiêu cơ? Mã 20 này em Zalo giá 1,2 triệu. Rồi giá 1,2 triệu quý vị ơi, cây rất đẹp nha. Quý vị nghiên cứu kỹ cái này nha quý vị. Nó lên đang chuẩn bị nó lên xù hết nha quý vị. Đây, đây. Đó. Đó. Rồi, chuyển cây. 21. Đây cây 21 quý vị ơi. Đó. Chiều dài là 28. Chiều bay là 28. Quỳnh là 13 có hơn gần 14. Đó, 13 mà có hơn nha quý vị, gần 14 nha. Cây này nó cái dạng cây quái quý vị ơi. Rồi giá cho luôn nhiêu cân? Mã 21 này em giao lưu giá 500. Rồi giá 500 quý vị ơi, được cây quái mà chơi nha. Rồi chuyển cây. Mã 22. Đây, mã 22 quý vị ơi. Chiều cao là 59. Chiều cao 59, cốt cành mình có sẵn nha quý vị. Quỳnh là 15. Quỳnh 15. Ở cân đôi cái sổ nôm đi. Chiều sổ nôm là 22. Chiều sổ nôm 22 quý vị ơi. Cái mặt trước đế ra lực nha quý vị. Sổ nôm đế lực nha quý vị. Đó. Quái cây nha quý vị. Rồi giá Zalo nhiêu cân? 22 này em Zalo giá 700. Rồi giá 700 quý vị ơi. Cây rất đẹp. Rồi chuyển cây. Mã 23. Đây mã 23 quý vị. Cây này rất quái nha. Chiều cao là 52. Chiều cao 52. Quỳnh là 16. 16. Cây này nôm dữ nha quý vị. Chiều sổ nôm là 30. 30. 30 quý vị, quá trớn nôm rồi. Đó. Cây này cây quái nha quý vị. Rồi giá Zalo nhiêu cân? 23 này em Zalo giá 900. Rồi giá có 900 hả quý vị ơi. Bao ship toàn quốc cho quý vị nha. Đó quý vị thấy cây nó quá rất quái nha quý vị. Rồi chuyển cây. Mã 24. Mã 24 quý vị ơi. Chiều cao là 56. Chiều cao 56, cái này cái dáng bài nha quý vị. Mình là 14. Mình 14. Đó, cây này nó có dạng quái thú. Đó. Cây rất đẹp nha quý vị. Rồi giá Zalo nhiêu cân? 24 em Zalo giá 1 triệu. Rồi giá 1 triệu quý vị ơi. Rất đẹp cái cây quý vị ơi. Rồi chuyển cây. Mã 25. Đây, cây này dữ nha quý vị. Đó, cây dáng bài nghệ thuật luôn. Chiều bay là 92. Chiều bay 92. Quỳnh là 18. Đó, Quỳnh 18 quý vị ơi. Đấy nó không chống mặt nào nha quý vị. Đó. Quá bài. Bài em Huyền né luôn. Đó. Cây này rất đẹp nha quý vị. Quý vị cứu kỹ cây này nha. Đây, để giá hữu nghị quý vị ơi. Nói dáng bay mà có cái giò trước chịu đầy đủ hết nha quý vị. Đó. Rồi giá Zalo nhiêu cân? 25 này em Zalo giá 1,5 triệu. Rồi giá 1,5 triệu luôn quý vị ơi. Rồi chuyển cây. 26 là mặt cuối clip. Đây cuối clip nha quý vị. Chiều cao là 72. Chiều cao 72. Quỳnh là 20 có hơn gần 21. 20 gần 21 nha quý vị. Cây đế lực. Đó. Có dáng quái nha quý vị. Cái thất lưng của nó là quý vị. Mình để cái bàn tay cho quý vị là hình dung nha. Quá trời bự quý vị. Đế lực luôn. Cây rất khỏe nha quý vị. Cây đang đâm chồi hết rồi. Đó. Bao khỏe cho anh em luôn nha. Rồi giá Zalo nhiêu cưng? 26 thì em Zalo giá 1,7 triệu. Rồi giá 1,7 triệu. Cây mã 26 cuối clip nha quý vị. Rồi. Năm mới chúc quý vị dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý nha, thành công trong việc. Quý vị nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho anh em bè cùng xem. Quý vị thấy video hay nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho anh em bè cùng xem nha quý vị. Đó. Rồi, chào hẹn lại quý vị và các video tiếp theo.